Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 30 tháng 4 trên kênh VTV Thiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, tại Bắc Bộ trong ngày mai, tình trạng mây nhiều vẫn sẽ duy trì khu vực phía đông Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất ở khu vực này từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía tây Bắc Bộ như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và cả Hà Bình, trời có nắng nhẹ, nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi với ngưỡng nhiệt 36 độ. Dự báo khoảng từ 1 đến mai, một bộ phận không khí lạnh mới sẽ tăng cường tràn xuống khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng ngày 1 tháng 5 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ, làm cho khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Từ ngày 1 tháng 5 ở Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ. Vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, ở các tỉnh thành phố của miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Định, trong ngày mai nắng nóng tiếp tục thu hẹp lại với mức nhiệt cao nhất duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ sáng ngày 1 tháng 5 đến ngày 2 tháng 5, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ. Còn khu vực từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa nhiều nơi nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng chỉ dao động từ 30 đến 32 độ. Lui xuống phía Nam dưới tác động của rãnh thấp có trục từ 7 đến 9 độ vĩ Bắc nên chiều và tối nay ở khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh thành phố Nam Bộ giảm chỉ còn từ 31 đến 34 độ, không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Ở với các tỉnh thành phố vùng cao Tây Nguyên, từ ngày mai nhiệt độ cũng chỉ giảm xuống từ 29 đến 32 độ. Trên biển, dự báo ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau đều có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 10 km. Dự báo từ ngày 1 tháng 5 trở đi, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 và cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét.